Mời mọi người ăn xôi nóng hổi. Chị Hương có một cái bánh chưng này, trông quá trời đẹp luôn, nhưng mà tí chắc sẽ phải bóp vụn để nấu, bởi vì là cái bánh chưng để từ hôm Tết ấy nó bị bở hết từng hạt rồi.
Ăn đậu xanh lạnh. Chào mọi người nha.